Mời cha về làm phép nhà luôn đi bạn. Thì hôm nay ông mới chỉnh xong chiếc clip này mà bây giờ nó vẫn còn rất là bồi hồi luôn á mọi người. Buổi sáng hôm đó ta nói là nguyên một đêm luôn là Ngân không ngủ được. Xong rồi sáng dậy dọn dẹp rồi chuẩn bị lại lần nữa. Mặc dù là ngày hôm qua Ngân có búp bên chức việc là đi tới clean nhà cho mình rồi đó, nhưng mà Ngân nó cứ bị gieo á, lo lắng quá. Xong rồi Ngân bật hết mấy cái máy xông tinh dầu khắp nhà để chờ mọi người tới. Và đây là đại chúa nằm bật nước chảy róc rách, xong rồi bật thêm nhạc thánh ca nữa. Cuối cùng thì người đầu tiên đến là chị Maggie. Mỗi lần hẹn bả lúc nào cũng là người tới sớm luôn á. Trời ơi, mới vừa tới là Ngân đã có quà tân gia luôn rồi mọi người, dễ thương quá. Thank you so much. Trong lúc chờ mọi người đến thì thôi, hai chị em mình cũng ra đây chiêu, xong rồi ngồi bóc quà luôn nè. Trời ơi, bả tặng Ngân vàng. Vừa mới ra tiền xong rồi bây giờ vô tiền tiếp rồi nè. Xong rồi tự nhiên khúc này đeo lên tay cái bả kêu ủa sao nhìn giống dẫn cưới. Cái hai chị em cười ré lên. Oh my god. Tự nhiên nay mai mà cưới chồng thì chắc chị tôi thành tiên tri luôn rồi. Và bây giờ finally thì cha cũng đã đến. Ngoài ra thì hôm nay còn có ông ngoại cũng như là các bác của Ngân lên nữa. Trời rất là vui luôn á, bởi vì mọi người từ đường xá xa xôi mà lên tới tận quận 7. Bước vô nhà là ai cũng khen căn nhà của Ngân xinh rồi dễ chịu, trời nghe rất là vui. Xong rồi cũng mừng là các bác mang bông rồi mang nến cho mình, chứ lúc đó Ngân cũng không biết chuẩn bị gì hết trơn luôn á. Lúc này cũng ngại khi mà thấy bàn thờ vẫn còn đơn sơ quá nên cũng nói là cha ơi thông cảm giùm con, tại con ở có một mình cho nó không sao, cứ có Chúa trong nhà là được. Lúc này là mọi người hiệp thông cùng dâng lời đọc kinh với lại cầu nguyện với cha. Thì chị Maggie cũng là có đạo giống như Ngân luôn. Ngân dọn nhà vô ở là ngày 4 tháng 9 đó mọi người, và hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày cũng khá là đẹp luôn nên mời cha đến. Sorry mọi người là cái clip mình chỉnh quá là chậm. Sau khi mà nhà được cha làm phép thì cũng cảm thấy ấm cúng và an toàn hẳn, chứ cái lúc mới vô thì cũng hơi sợ sợ rén rén nha mọi người, con mình quá trời mà. Mới ngồi hàn huyên nói chuyện có tí xíu là cha đã phải về, do là hôm nay cha bị sốt nhưng mà vẫn cố gắng đến để làm phép nhà cho Ngân. Phải nói là rất là biết ơn cha luôn á, cũng như là tất cả mọi người đã đi một cái chặng đường khá là xa để lên tít trên này. Và bây giờ là coi hai bà nè mọi người, vô là bô bô chét chét banh luôn cái phòng makeup của toi. Đây là bác của Ngân cũng như là mẹ đỡ đầu. Tao nói hai bà lăn xăng từ tối hôm qua để mua đồ và chuẩn bị đồ để mang lên đây, xong rồi còn có tặng thêm quà tân gia nữa, trời dễ thương. Xong rồi chúc Ngân mua thêm canh nữa, quá là đáng yêu. Lúc này là mới dọn vô cho nên là nhà nó còn chống vôi chống vóc mà mọi người, bàn thờ thì cũng còn đơn sơ dữ lắm. Nó đẹp được như vậy là do bình hoa với lại mọi thứ mọi người mang lên nữa. Ông Ngân thì từ tối hôm qua đã lo lắng rồi cho nên là đi ra đi vô đâu có ngủ được đâu. Xong rồi sáng thứ hai kẹt xe nữa, trời ơi, ngồi nguyên một cái chặng đường dài ơi là dài, cả tiếng mấy gần 2 tiếng để đi lên tới đây. Cho nên là Ngân mời ông vô khai trương cái giường phòng khách đầu tiên của Ngân luôn. Sau đó là buổi trưa cho nên là tính dắt mọi người đi tham quan xung quanh rồi bắt đầu đi ăn, nhưng mà do thấy mọi người cũng mệt quá cho nên là thôi đi ăn luôn. Và cái nơi gần Ngân nhất và nhiều đồ ăn nhất đó chính là Crescent Mall quận 7, cho nên là dắt mọi người đi vô đây, xong rồi muốn ăn cái gì thì ăn. Thôi thì bữa nay cũng có hội người cao tuổi á, cho nên là mình sẽ chọn ăn những cái món nó mềm nhất, bởi vì barbecue hay là những cái món khác á thì nó sẽ hơi cứng và khó ăn. Là cha mà Ngân vinh dự mời đến ngày hôm nay cũng là cha mà giảng dạy giáo lý cho Ngân từ cái thời còn bé xíu ở giáo xứ cũ cơ. Xong rồi sau đó cha cũng chuyển đi rất là nhiều xứ khác, và vô tình khi mà Ngân ở quận 2 thì lại đi nhà thờ và gặp cha, nghe giọng một cái là Ngân nhận ra liền. Sau thánh lễ là đi vô nhắc lại quá khứ, ôn lại kỷ niệm một phát cái là cha nhớ ra ngay. Xong rồi sau đó thì Ngân cũng có ngỏ lời mời cha đi qua quận 7 làm phép cho mình, thì cha đồng ý ngay. Và đến khi gặp các ông các bác của mình thì trời ơi, bao nhiêu cái kỷ niệm nó tua về. Và hôm nay là ngày hạnh phúc quá là trời rồi. Thank you so so much.